chào mừng đã quay trở lại kênh của mình. Vậy là hôm nay mình đã tiếp tục ngày 2 ở trong cái server mới, server 48 Thì uh, điểm danh 7 ngày đây Mình đã có được uh, Từng này Và Theo như một số bạn uh, hướng dẫn mình Giống như là ở trong cái phần uh, bình luận ở trong các clip ý, bởi vì thực ra cái game này mình cũng đã chưa tìm hiểu từ trước Hầu như là kiểu kiểu mà Có những game nào hot hot từ bản tiếng Trung là mình sẽ tìm hiểu trước, chơi trước Xong bắt đầu là khi nào về bản tiếng Anh hay bản tiếng Việt thì lúc đó chơi nó sẽ dễ dàng hơn Vậy bên bắt đầu bây giờ mình đang tải bản tính trung về để có thể ngó trước này. Còn uh, đội hình bây giờ sau hai ngày đúng là có nạp thì nó cũng sẽ khác hơn nhưng mà mình cũng không phải là một người chơi nạp nhiều ở trong cái game vậy nên là cũng nạp để theo kiểu trải nghiệm thôi thì đến ngày thứ hai được 200, 200 hai trăm lực chiến rồi và đội hình thì lại thôi uh, bỏ qua một số pokemon theo kiểu mình yêu thích trong này trong này thì mình cũng sẽ uh, nâng theo kiểu mà nâng nhiều với con lati lati gì nhỉ mình cứ hay bị nhầm với Latios, Latias thì phải Hai con này, trong đó thì con Latios này Thì ở bản tiếng Trung Cũng có nhiều người xây dựng nó với cả một đội hình tim rồng Mình thấy là có cái đội hình tim rồng theo kiểu mà Có mấy con ấy, như con uh, lên này Hay là con uh, Ai nhận được con Gatina này Hoặc là Dratini lên Dragon Knight này Hai con này xong rồi kết hợp với cả rồng ấy Tim rồng theo kiểu mà đi cùng với cả con uh, Latios Latias này xong rồi về sau rồi tiến hóa Mega của con uh, Mega trạng nữa XY nữa theo kiểu tim rồng cũng nhìn cũng rất là quách và mạnh luôn lúc này thì vẫn phải có một con có khả năng hồi máu thì mình đã dự tính là cho một con rồi Celebi để thay thế cho vị trí của con uh, Blissey bởi vì một phần là Blissey nó là hệ thường mặc dù bộ skill của nó cũng có vẻ tốt thật ở cái khoản hồi máu với cả giải khống chế ấy, nhưng mà thôi Celebi hệ siêu thì về sau kết hợp được nhiều cái hơn và mình cũng định nuôi theo kiểu mà đồ, đầu tiên đội hình tim lửa rồi nhưng mà giữa chừng thì lại thay đổi theo chiều chiều hướng đó là có thể về sau lại chuyển hướng con khác vậy thì có một số bạn sẽ gợi ý cho mình ở trong phần đầu tiên đó là lấy bậc UR thì các bạn có thể là mua của những người chơi khác với giá chỉ có khoảng 50.000 nghìn có khi 100.000 để lấy một con UR thì đi nó sẽ lúc bắt đầu chơi có một con UR công nhận là mạnh khiếp hơn so với cả bậc, ESR bậc SR rồi tuy nhiên là nếu mà có thể nuôi theo kiểu SR nó mạnh theo kiểu m 8 hay nhiều sao hơn đấy thì vẫn có thể trụ lại được. Còn đâu nếu mà có thể đầu tư theo kiểu mà bậc UR thì đương nhiên nó cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và nếu mà mình đầu tư thì lúc đầu tiên có một con UR như vậy thì sẽ tuyệt vời hơn. Lúc này mình chỉ toàn SSR thôi. Còn lúc bắt đầu chơi thì có bạn gợi ý đó là cố gắng đánh vài trận để lấy được cái điểm này. Điểm này ngày hai thì mình đã kiếm được 7.150 điểm rồi này. Thì có thể mua được một cái dương chọn pokemon hệ bậc thần này 7 ,500 có thể mua được một dương Pokemon bậc SR cấp thần này Nếu các bạn mà chưa quay được những Pokemon này Thực ra mình quay thì cũng được mấy Pokemon này rồi Thì uh, tranh thủ lúc mà các bạn có thể lấy được cái điểm này các bạn mua thì có thêm bậc SR để có thể nâng Trong này chắc là phải nuôi theo kiểu tập trung vài con theo kiểu xịn đấy Thì sát thương gây ra cao lúc, lúc nãy mình gặp một người chơi mà đánh nuôi con ba gần này Sa Mê Sơ ấy, nâng lên khoảng tầm 8 sao thôi Sát thương gây ra rõ là ghê luôn Bóng sinh này thì tranh thủ có pokemon nào tốt tốt thì mua. À, đây lúc nãy mình gặp một người chơi như thế này này à, lên sao sơ tám sao này có cái phần thách đấu này chẳng thách đấu được. hình như là phần phải, phần này là phải uh, kết bạn vào mới thách đấu được. mới cả trong này cũng không cho xem lại cái phần đó là mình uh, chiến báo mình thắng thì phải. lực lúc nãy uh, chiến thắng chiến thắng thất bại thất bại thủ mình đang phòng thủ này. Trận này thì người trên bên kia nuôi con Salamencer 8 sao, gây ra sức thường đến tận 863.000, tổng cao nhất đấy. Còn bên mình thì là con cao nhất gây ra sức tấn công đó là con Brazilian của mình, 666. Trận này thì mình giành chiến thắng. Còn uh, hai con phòng ngự của mình đây, uh, Ente với cả con Horizon uh, này, nói chung là vẫn phải có khả năng phòng ngự, vẫn có uh, hỗ trợ theo kiểu mà hồi máu thì mình có thể trụ lại được hiện tại ở thám hiểm đây mình cũng đã cố gắng đi rồi bây giờ thiếu 14 này nữa thì mình có thể là lấy được thêm một cái dương chọn ba Pokemon chim uh, huyền thoại này nhưng mà thực sự là ba Pokemon này chắc là bây giờ nếu mà team mạnh rồi lấy mua con Articuno lấy cái khống chế với cả giảm giảm thủ giảm tốc của địch đi vẫn ok hơn hai Pokemon kia lúc này trong lúc này thì nếu bắt đầu mới chơi thì mình thấy một bộ số Pokemon theo kiểu đánh đam đơn hay là đam theo kiểu hàng dọc hay ngang ấy nó vẫn có thể là nuôi mạnh vẫn thì tốt tốt hơn đấy chứ còn đâu đánh theo kiểu mà toàn bộ địch ấy, mà không gây kèm theo hiệu ứng hay là sát thương nó kém 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 chẳng hạn nếu không nuôi tốt thì cũng kiểu như là chưa thấy cái điểm đặc biệt lắm nên bây giờ mình hay dồn vào những pokemon tấn công theo kiểu mà hàng dọc hay là đơn thôi để nuôi mạnh để đập được một quả mà mạnh thôi hành trình vô tận này mình chưa có thời gian đi mới đến ải ba mốt để có thể đi tiếp à, hành trình vô tận này thì các bạn có thể kiếm được thêm cái shop rồi này shop thì mình đã vừa mua thêm được một số cái nhẫn hay là cái vòng như này để có thể trang bị thêm cho Pokemon của mình khiêu chiến này phiên bản vật liệu này du hành thời gian này vừa đi được hết một ải rồi ủy thác còn quét này bây giờ cố gắng đi thêm một số ải nữa để lấy thêm được cái thẻ này thôi nhưng mà phần tấn tài này phần tấn tài này thì mình thấy nó là về chưa mộ giới hạn này lượt đổi còn một này mình đã thủ sẵn rồi cái về sau có thể dùng để quay vào UR thì phải thì mình cứ tích dần để mua cái đấy thì sau tiết kiệm tất nhiên là game mình đang còn đang trong quá trình đó là phải vừa chơi vừa tìm hiểu nhưng mà với cái cao nhắc được trước rồi sau cái a cao đấy xong thì bắt đầu a cao này nó có tiến bộ hơn nhưng mà thực sự là nếu mà chơi mấy cái game mà tụi mình chưa biết được cái cụ thể của nó từ trước chắc phải trải qua được theo kiểu mà a cao bị yếu hay là a cao bị nuôi lỗi thế nào đó dần dần mình có kinh nghiệm sau thì cứ kiểu là như là cứ gặp bạn cứ gặp một cái trường hợp mà đấu với cả một người chơi của vẻ như là họ nơi một số con kia họ mạnh hơn chẳng hạn này thì mình cảm thấy cái đội hình của mình bị yếu chẳng hạn thì mình cảm thấy lại nuôi không tốt lúc đó lại cảm thấy nó lại muốn đổi xe vợ a cao khác chẳng hạn nhưng mà lại nghĩ một phần nếu mà mình muốn thể nuôi tốt được một số pokemon này thì nó cũng sẽ có khả năng giành chiến thắng tuy nhiên là nếu mà tốt hơn nữa thì nên tập trung vào những một số con ur thì lúc đó này tìm loại xịt hơn và hiện tại bây giờ thì mình chẳng có ur gì cả một số bạn kiếm ur ác phết siêu còn bây giờ chắc là phải tập. có thể nếu mà bây giờ muốn đầu tư vào game này một cách chỉnh chu hơn thì mình có thể là mua một cái account mà có con Rayquaza hay là con cáo hay là Kyo chẳng hạn này để có thể là đi ải nó hay là những cái khác nó cũng sẽ đỡ hơn bởi vì có một con ruler nó cũng tốt nhỉ hay là lại đầu tư lại tiếp nhỉ đây mình đang để đội hình như thế này Được, bậc S như thế này cũng có nhiều rồi nhưng mà quan trọng là con nào mình phải tập trung vào nuôi và nâng nó sao lên nữa cơ có phần bỏ qua này thì bên kia mình có thể để đội hình theo kiểu như thế này nhìn cho dễ này sử dụng salamander đang để hàng đầu này salamander mình thấy có cái nội tại của nó đó là nó có kiểu như máu nó mất đi thì nó sẽ chuyển sang phần công 5% lượng máu đã mất chuyển sang công vậy nên là nó cũng tấn công rất là ghê và nó cái bộ skill của nó cũng có khả năng đó là đánh xuyên thủ để trước nhân một thì chậm nhân hai thì đỡ hơn tí mình đang nuôi một con theo kiểu tấn công mạnh đó là con Blaziken này. Blaziken đánh theo kiểu mà lúc mà nó bạo kích thì sát thương cao thôi. Đây là con Dragonite này. Nhìn bộ skill cũng tốt phết. Đây là Salamence này. Bên đấy nuôi 8 sao nhưng mà cảm tưởng như là nó đánh vẫn bá. Rất là khá luôn đấy. Đây là Latios của mình. Cũng đã vừa lên có 6 sao thôi này. 50.000 Đây, được một con Blaziken đánh lên 133.000 này Thực ra Blaziken thì nó còn dạng Mega đấy Nhưng mà trong bản tính chung thì mình chưa thấy cái dạng Mega của nó xuất hiện Cho nên là cảm thấy nuôi bây giờ có thể lên được sao cao Về sau định tiến hóa Mega thì cũng chưa thấy xuất hiện luôn Nên rất là khó Thì bên kia sử dụng thêm một con đó là con Articuno Thì vừa có hệ bay, lại vừa có hệ rồng này Nói chung mà team bên đấy nuôi theo kiểu mà nếu mà chơi huy hiệu nhìn rất là tốt luôn À bên đấy còn đang kích hoạt được cái huy hiệu rồng ở đây đó là giúp cho một pokemon hệ rồng có công đặc biệt hoặc công cao nhất tăng thêm 10 sát thương, chắc là con Salamence rồi thì bên đó lượng sát thương gây ra ổn hơn. Thì như bạn thấy đó mình đang có hai con bị đóng băng. Nếu mà bây giờ có con Blissey là coi như là Blissey nó có thể là giải khủng chế được. Còn con Salamence phải công nhận là cái sát thương nó gây ra bên kia ổn thật. Latios thì nó đang kiểu kiểu mà hỗ trợ hồi máu này. nó cũng là một con hồi máu này, Đây Salamence đây thì nhìn nhiều lúc đánh như này thôi mà cảm thấy kiểu tưởng tượng nó đánh rất là phê luôn ấy ente của mình đây thì mấy con kia của người chơi chết hết rồi còn lại mỗi mấy con này thôi thì chính vì việc đó là cứ khi mình đánh với cả một số người chơi mà theo kiểu họ nuôi một con nào đó mình đang có mà họ nuôi mạnh chẳng hạn thì mình cũng lại kiểu rất là muốn chuyển hướng luôn thì nếu mà đã xác định chơi tìm lửa thì theo kiểu pokemon nào cũng có khả năng nó là tạo hiệu ứng thiêu đốt chẳng hạn thì sẽ dồn thiêu đốt thì nó sẽ tốt hơn ở đây thì mình theo kiểu mà những pokemon nó cũng không phải là hẳn là thuần này thuần kia cũng hơi hơi theo kiểu mà nửa nọ nửa kia do đó nó cũng không kích hoạt được hết tất cả các hiệu quả của nó Latios một con Pokemon hỗ trợ này có khả năng hồi máu này bên kia còn mỗi Celebi là theo kiểu mà đang nhiều máu này nhưng mà đây với việc đó là Salamence để ở hàng trước thì dễ bị ăn đòn thôi sát thương thì gây ra mạnh nhưng mà rất tiếc may mà con Blaziken mình còn đập được chết nó chứ không mà nó ăn một mấy quả nữa thì bên mình cũng tai đấy Blaziken vẫn là con gây sát thương bên mình còn bên kia Samenser thì đấy mình chỉ gặp gặp mấy trận đấu kiểu kiểu như thế này thôi bị thua phát thì mình sẽ cảm thấy đó là bên kia nuôi mấy con tốt thật đấy mặc dù lực chiến phải nói thật là bên kia mà lực chiến thấp hơn mình ấy nhưng mà họ nuôi tập trung một con theo kiểu Samenser để một có một con gánh tim như vậy quá tuyệt vời này mà địch thì toán đánh vào phía bên này hai con Celebi với ở chai rác thì chẳng thấy nó mất máu gì cả và team vẫn phải cần phải có thủ này có thủ tốt thì bắt đầu mới trụ lại được chứ không thì ăn đòn luôn cả thêm cả hồi máu nữa chứ không mấy con này của mình chết hết rồi bên này thì có Latios hồi máu à, Latias người ta đi tốt nhưng hai con này mình rất hay bị nhầm tên đánh bị trượt vẫn có một con hồi máu thì tốt thật mà con uh, kia dragon knight của mình mình không có một con nào tấn công mạnh chẳng hạn thì mình cũng rất rất khó để có thể kêu nó hiện tại bây giờ latios của mình đang có có sáu sao thôi tấn công cũng chỉ được như thế mà trận đấu này thì coi như là mình đã giành chiến thắng này cũng hên à, thất bại thất bại chắc là sau hết 20 lượt rồi mình không thể tiêu diệt được con Latios Latias đấy là mình tính, tính, thua nhỉ và mài trò chuyện xong thì bây giờ cũng là 12 giờ đêm rồi thì uh, lại bước sang một ngày mới tranh thủ ngày này đó là quay thưởng đã xong bắt đầu vào chờ đợi nó reset lại và điểm danh ngày mới ngày thứ ba thì mình sẽ nhận được Pokemon bậc thần dùng ngay vậy cái lúc mà không mua được EA cao bậc UR nào ban đầu thì có thể đó là tạo ra mấy nick xong rồi chơi hai máy chẳng hạn này xong rồi đến lúc mà mở ra được tính năng chiêu mộ thì sẽ được một lần quay miễn nhân 10 miễn phí này sau đó sẽ cũng nhập cái cốt à, trong đó thì có một số cái cốt theo kiểu mà năm cái cốt này thì nó sẽ cho đó là năm cái à, đủ 30 cái vé thẻ quay để có thể quay tiếp còn mình thì vừa vào, vào bản tính chung ở bản tính chung này thì mình sẽ cùng ngó đó cái sổ tay ở trong cái bản này Sổ tay bản này thì nó cũng đã có, có nhiều Pokemon hơn rồi Để mình có thể biết được trước là Pokemon nào Kiểu dạy như là bản xếp hạng ở bản tiếng Trung Thì họ đang sử dụng Pokemon nào được ưu tiên sử dụng Hay là những Pokemon nào về sau Mà nó được mở dạng Mega trước Ở đây ví dụ như hệ lửa này Chúng ta có thêm Bộ đôi Mega, trai Giác X và Y này Đợt trước là thử cái bản trải nghiệm Ở siêu viện biện 3D ấy, bản tiếng Việt ấy, Thì có cái bộ skill của Mega chai giác X và Y rồi. Nhưng mà lúc đấy quên béng đi mất. Không lưu trữ lại. Thì uh, sau khi mà tiền hóa lên dạng Mega như thế này. Thì uh, chai giác nó sẽ uh, chuyển thành bậc UR này. Cả Mega chai giác Y cũng tương tự như vậy này. Hệ nước này. Hệ nước thì. về sau có Asgen ra. Cũng là bậc UR này. Đây là Ramin QO này. Thì cũng là bậc UR nốt này. Cũng có dạng Mega của nó này. Hệ Cỏ thì chưa. Chưa thấy có nổi bật hệ điện này. Hệ điện thì um, có thêm uh, Miraidon này. Bộ skill ở đây, đợt trước cũng có đấy. cơ bản thử nghiệm ở siêu nghiệm 3D có bộ Pokemon này rồi. Băng Kyurem này. Để đấu thì uh, chưa thấy mở đó là con uh, Mega Blaziken, nhưng mà có hình ảnh đó là của Mega Mewtwo X đây. Và kèm thêm nữa đó là con uh, Coridon này rồng với cả đất này. Về sau cái hệ rồng với cả hệ rồng uh, là một này, giác đấu này, uh, hệ siêu này. Toàn những Pokemon kiểu mà toàn Pokemon hot thôi. Mà nhiều hệ độc. Thì uh, khi các bạn chơi Gengar, bạn về sau có thể tiến hóa lên uh, Mega Gengar, nó cũng sẽ chuyển thành bậc UR như thế này. Và các bạn thấy đây đó là tiến hóa lên một con bậc UR từ một con SR Mega Charger X thì các bạn cũng phải cần đó là lên nó 12 sao và kèm theo một số nguyên liệu như thế kia, các giai đoạn từ 0 cho đến 100% và bạn cũng phải cần cả mấy con trai rác nữa để cho vào làm phôi như thế này. Ví dụ như là giai đoạn 50% là phần đến 7 con rồi, cũng rất là tốn nhưng mà có thể được có một con UR chẳng hạn. Đất có Raymond Gaudon, về sau cũng có dạng UR của nó rồi. Hệ bay có con nào nổi bật không Không thấy Mega Chant x này Có một số con á thần thì chưa có dạng mega này Hệ siêu Hệ siêu thì chúng Có mega mưu y này Có son này Và đây là necroma này Đây là một con à, thuộc dạng phòng thủ này Necroma phòng thủ này Son là một con thuộc dạng tấn công này nó hơi ngược một tí, trong game Leo thì thủ của Roma tấn công thì có vẻ là ổn hơn này. Mega các chú những con tấn công hệ uh, bọ này, hệ, bọ thì không có quá nổi bật, chưa thấy có của Mega Skizo cho nên thôi, đừng có đầu tư vội vậy. Bóng tối, à đá, á thần. À, đây, Pokemon uh, TNC đây. Hệ ma thì lúc nãy có rồi này hệ rồng này rất là nhiều toàn những pokemon kiểu hầm hố luôn giáp thì chưa ra chắc cũng sắp ra thôi resiram này bóng tối bóng tối thì có luôn luôn asken ra rồi thép thép thì có thêm magena này memetro này nhưng bạn chơi team thép thì có thể bốn con ur luôn rồi này, này. Mega TNC Senior Hệ tiên Hệ tiên thì chúng ta có 3 con UR ở TNC thì UR Nhưng mà CDB hay một số Pokemon khác Chỉ là bậc ở SR thôi Cuối cùng là hệ thần Nhìn rất là to và hoành tráng CDB cũng chỉ SR thôi Hệ thần thì khá là nhiều rồi Thì đó chính là ở bản tiếng chung vào để ngó thôi các bạn. ạ thì đây là một người chơi ở bản Đài Loan này, họ lên được con Mega Cha X bậc UR này. thì dần về sau mình thấy kiếm ở UR cũng sẽ nhiều hơn, nhưng mà vẫn phải cần đó là tiết kiệm kim cương để có thể lấy được những UR này. còn đâu mà lúc đầu thì có thể lấy UR thông qua việc đó là quay may mắn bằng các cái ga cha như vừa rồi. thì có thể sau đợt này mình lại lập một đống cao để có thể là quay UR.